ra đời trong gian khó, từ niềm tin chung của hàng triệu trái tim. Trong chiến tranh dựng con đường huyền thoại, chung niềm tin đất nước sẽ vẹn toàn. Tiên phong vượt gian nan, chung niềm tin chuyển mình vững chãi. Lướt nhịp số đi nhanh, chung niềm tin muôn thế hệ đồng hành. Khẳng định vị thế dẫn đầu, 60 năm lớn mạnh cùng đất nước. Vietcombank, chung niềm tin vững tương lai. Trong chương trình ngày hôm nay, VN Direct bị tấn công, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngắt kết nối. Việt Kiều được đầu tư kinh doanh bất động sản, tín hiệu tốt cho thị trường bất động sản. Giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, hỗ trợ nền kinh tế. Trung Quốc vẫn là nước đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đối diện nguy cơ bị tịch thu tài sản. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước hết hãy cùng tôi điểm qua một số tin tức kinh tế mới nhất vừa được cập nhật. Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Phương Dung của truyền hình VOV. Trong báo cáo cập nhật kinh tế mới nhất về Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP quý 1 năm 2024 của Việt Nam duy trì ở mức vừa phải, đạt 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP của cả năm 2024 ở mức 6,7%, trong đó GDP sẽ tăng tốc từ 6,2% trong nửa đầu năm lên mức 6,9% trong nửa cuối năm nay. Standard Chartered dự báo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ giữ lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% cho đến hết quý 3 năm 2024 và tăng 50 điểm cơ bản trong quý 4, trước lo ngại về lạm phát do tăng trưởng. Sáng 25 tháng 3, hàng nghìn nhà đầu tư bất ngờ khi không thể giao dịch được trên hệ thống của công ty chứng khoán VN Direct. Ngày sau đó, công ty này ra thông báo xác nhận việc hệ thống bị tấn công mạng và đã khắc phục được sự cố. Vụ việc đã được chuyển tới cơ quan công an điều tra xử lý. Theo công ty này, quá trình hồi phục dự kiến sẽ mất thời gian. VN Direct cũng khẳng định toàn bộ thông tin và tài sản của khách hàng đều được đảm bảo trạng thái an toàn, không ảnh hưởng bởi sự cố tấn công. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX đã tạm thời ngắt kết nối giao dịch từ xa và giao dịch trực tuyến của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Chiều nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE cũng đã ngắt kết nối với VN Direct. Tới thời điểm kết phiên ngày 25 tháng 3, hệ thống trực tuyến của chứng khoán VN Direct vẫn chưa thể đăng nhập. Website của VN Direct cũng chưa thể truy cập, chỉ thông báo về sự cố. Hệ thống của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện PTI và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA, IPAAM, hai trong số công ty cổ phần với VN Direct và tập đoàn đầu tư IPA cũng rơi vào tình trạng tương tự. Sự việc đã khiến cổ phiếu VND của VN Direct có giao dịch đột biến, đẩy khối lượng giao dịch lên đến hơn 86 triệu đơn vị, tương đương 7% tổng lượng cổ phiếu lưu hành của công ty. VN Index giữ sắc xanh trong phiên sáng, nhưng sang phiên chiều giảm sâu, chốt phiên mất gần 14 điểm, xuống 1.267 điểm. Công ty chứng khoán VN Direct được thành lập năm 2006, là một trong những thành viên lớn nhất thị trường. Năm 2023, công ty này đứng thứ 3 về thị phần môi giới trên sàn HOSE với 7,01%. Quy mô thị phần chỉ đứng sau công ty cổ phần chứng khoán VPS 19,06% và công ty cổ phần chứng khoán SSI 10,44%. Tại thị trường vàng trong nước, sau khi trồi sụt quanh mốc 80 triệu đồng một lượng trong vài ngày qua, giá vàng SJC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chiều 25 tháng 3 tuột mốc 80 triệu đồng một lượng, còn 77,9, 79,9 triệu đồng một lượng mua vào, bán ra. Chênh lệch chiều mua vào, bán ra được thu hẹp, còn 2 triệu đồng một lượng. Tính ra giá vàng miếng SJC đã giảm gần 2 triệu đồng một lượng sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý thị trường vàng hôm 20 tháng 3. Trên thế giới, giá vàng dao động quanh ngưỡng 2.164 đô la Mỹ một ounce. Khi quy đổi, đồng kim loại quý này xấp xỉ 65,1 triệu đồng một lượng. Lãi suất tiền gửi lên tới 10%, đây là mức lãi suất dẫn đầu thị trường của PVcombank, có kỳ hạn gửi 12 đến 13 tháng với số tiền gửi tối thiểu là 2.000 tỷ đồng. Đây là điều kiện ít ai đáp ứng được. Xếp thứ hai là MSB với lãi suất tiền gửi tại quầy ngân hàng lên tới 8,5% một năm cho kỳ hạn 13 tháng với số tiền gửi từ 500 tỷ đồng. HD Bank cũng áp dụng mức lãi suất khá cao 8,1% một năm cho kỳ hạn 13 tháng với số dư tối thiểu 300 tỷ đồng. Mức lãi suất cao như vậy trái ngược với việc đồng thời 4 ngân hàng thuộc nhóm Big Four giảm lãi suất huy động xuống dưới 5% một năm, mức thấp nhất trong vòng hơn 10 năm trở lại đây.
Thưa quý vị, sau vụ việc xảy ra gần đây khi một khách hàng nợ thẻ tín dụng hơn 8 triệu đồng sau 11 năm tăng lên thành hơn 8 tỷ đồng, nhiều khách hàng mới vội vã đi kiểm tra tài khoản thẻ tín dụng của mình hoặc đóng thẻ tín dụng sau một thời gian không dùng tới. Thẻ tín dụng là một hình thức chi tiêu mang lại nhiều thuận lợi cho khách hàng. Tuy nhiên, cũng như với rất nhiều phương thức thanh toán khác, khách hàng cần nắm rõ các quy định để tránh rơi vào trường hợp rắc rối không cần thiết. Cụ thể, với thẻ tín dụng, trước khi mở, khách hàng nên tìm hiểu xem thẻ tín dụng chịu bao nhiêu khoản phí nếu sử dụng hoặc không sử dụng. Khoản 1 điều 5 thông tư 19 năm 2016, Ngân hàng Nhà nước quy định về phí dịch vụ thẻ như sau. Chỉ tổ chức phát hành thẻ được thu phí của chủ thẻ theo biểu phí dịch vụ thẻ của tổ chức mình. Tổ chức phát hành thẻ không được thu thêm bất kỳ loại phí nào ngoài biểu phí đã công bố. Biểu phí dịch vụ thẻ phải nêu rõ các loại phí, mức phí áp dụng cho từng loại thẻ và dịch vụ thẻ. Biểu phí dịch vụ thẻ phải phù hợp với quy định của pháp luật, được niêm yết công khai và phải cung cấp cho chủ thẻ trước khi sử dụng và khi có sự thay đổi. Qua khảo sát, hiện có các loại phí thẻ tín dụng như phí phát hành. Loại phí này là loại phí đầu tiên phải trả khi mở thẻ tín dụng. Loại phí thứ hai là phí thường niên, loại phí chủ thẻ đóng để duy trì sử dụng thẻ. Phí thường niên được thu định kỳ hàng năm, mức phí tùy thuộc vào từng dòng thẻ có thể được giảm hoặc miễn phí. Phí chậm thanh toán là loại phí người dùng thẻ tín dụng bắt buộc phải trả nếu không đủ tiền trả cho ngân hàng khi đến hạn thanh toán dư nợ tín dụng, không chỉ lãi suất phát sinh mà còn phải chịu thêm phí chậm thanh toán. Phí chậm thanh toán sẽ được áp dụng trên dư nợ cuối kỳ, được thông báo trên sao kê hàng tháng. Loại phí thứ tư là phí rút tiền mặt. Người dùng có thể rút tiền mặt từ thẻ nhưng phải chịu lãi suất khá cao và mức phí tương ứng. Thứ năm là phí vượt hạn mức tín dụng. Ở đây, khách hàng chỉ có thể sử dụng vượt hạn mức số tiền được phê duyệt nếu ngân hàng cho phép. Tuy nhiên, chủ thẻ phải trả thêm khoản phí. Một số ngân hàng sẽ tự động nâng hạn mức tín dụng khi chủ thẻ có lịch sử tín dụng tốt. Loại phí thứ 6 là phí cấp lại thẻ tín dụng trong trường hợp chủ thẻ làm mất thẻ xin cấp lại, đồng thời nộp phí. Thông thường, phí cấp lại tương đương phí mở thẻ. Loại phí thứ 7 là phí giao dịch quốc tế. Mức phí giao dịch, chuyển đổi ngoại tệ được tính theo từng ngân hàng và không vượt quá 5% tổng số tiền giao dịch đã được nhà nước quy định. Thứ 8 là lãi suất thẻ tín dụng. Người dùng thẻ thông thường sẽ được miễn lãi 45-55 ngày trong kỳ sao kê tùy ngân hàng. Quá hạn này mà không trả hết được tiền sao kê thì sẽ phải trả lãi toàn bộ số tiền kỳ sao kê đó với lãi suất khoảng 20-40% một năm từ ngày phát sinh giao dịch. Số tiền còn lại chưa trả sẽ được cộng tiếp vào kỳ sao kê tiếp theo. Cuối cùng là phí hủy thẻ nếu có nhu cầu ngừng sử dụng dịch vụ. Lúc đó, chủ thẻ đến điểm giao dịch để làm thủ tục, đồng thời sẽ phải chịu loại phí này. Thưa quý vị, trong 2 tháng đầu năm 2024, tăng trưởng tín dụng đang ghi nhận ở mức khá thấp, thậm chí ở mức âm, đặc biệt đối với nhiều ngân hàng lớn. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ cũng như các giải pháp thúc đẩy từ phía chính phủ, các chuyên gia kỳ vọng từ tháng 3 trở đi, chỉ số tăng trưởng tín dụng chắc chắn tăng ở mức cao. Trong đó, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công được cho là giải pháp căn bản hỗ trợ nền kinh tế tiếp tục đà hồi phục. Theo thống kê, tăng trưởng tín dụng tính đến giữa tháng 2 năm 2024 tiếp tục ở mức âm 1%. Đây là lần đầu tiên trong 5 năm gần đây, tăng trưởng tín dụng ở mức âm trong 2 tháng đầu năm. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng con số này không đáng ngại bởi vì sau giai đoạn cuối năm 2023 gia tăng ở mức cao, giai đoạn đầu năm các doanh nghiệp chưa cần nhiều vốn. Trong 2 tháng đầu năm thì cái nhu cầu của tín dụng thường thường là nó thấp hơn vào những tháng khác. Thì vào cuối năm thì các doanh nghiệp và cá nhân họ đi vay rất nhiều để mà chẳng hạn như tất toán tất cả những vấn đề tài chính trong năm, và qua đầu năm thì cái nhu cầu nó giảm đi tại vì cuối năm các doanh nghiệp đã vay rất nhiều. Đó là một lý do. Cái lý do thứ hai nữa là sang đầu năm thì những cái hoạt động kinh tế nó chưa có rầm rộ, nó khởi đầu của một năm mới. Thành ra khi mà cái hoạt động kinh tế mà nó cứ chưa rầm rộ lên thì cái nhu cầu mà vay thì nó cũng giảm đi. Tình trạng vốn ế trong 2 tháng đầu năm, tính đến cuối tháng 1 năm 2024 là âm 0,6% và tính đến ngày 16 tháng 2 năm 2024 là âm 1%. Tăng trưởng tín dụng của một số ngân hàng tiêu biểu trong tháng 1 năm 2024 giảm mạnh hơn diễn biến của toàn ngành. Đơn cử như ngân hàng Vietcombank âm 2,3% so với cuối năm 2023. Ngân hàng BIDV âm 1,3%. Tuy nhiên, các chuyên gia kỳ vọng
với các giải pháp căn cơ của chính phủ, chỉ số tăng trưởng tín dụng sắp tới chắc chắn tăng ở mức cao. Trong đó, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công được cho là giải pháp căn bản hỗ trợ nền kinh tế tiếp tục đà hồi phục. Ví dụ như trường hợp của công nhân của doanh nghiệp này. Dự án chậm triển khai từ năm 2019 đến nay được khởi động lại từ cuối năm 2024. Thời điểm này, toàn bộ phần xây lắp hoàn thành được hơn một nửa. Vốn giải ngân được xấp xỉ 40%, thu nhập của công nhân tăng lên. Được sự ủng hộ của Ủy ban Nhân dân huyện và đại diện là Ban Quản lý dự án rất là tạo điều kiện. Là thứ nhất là về cái mặt bằng thi công, chủ đầu tư cũng rất là tạo điều kiện là giải ngân rất là nhanh ạ. Vâng, là cũng nên là công ty cũng cố gắng là tăng ca để làm cho cái công trình nó đảm bảo tiến độ. Để phối hợp cùng nhà thầu thì chúng tôi ngay chỉ đạo các anh em cán bộ kỹ thuật là trực tiếp cũng xuống hiện trường, nếu có những vướng mắc khó khăn gì thì trực tiếp cùng với cả nhà thầu để giải quyết. Nên cơ bản thì đầu năm nay thì cũng là thuận lợi cho cái công tác giải phóng mặt bằng. Nên là các nhà thầu cũng rất là vui mừng và đẩy nhanh được cái tiến độ của kế hoạch giải ngân của theo tháng, theo quý. Người công nhân này 2 năm gần đây thu nhập hàng tháng chỉ vào khoảng 7 triệu đồng. Nhưng hiện nay lương tháng tăng lên hơn 15 triệu đồng do công việc đều đặn. Các khoản chi tiêu trong gia đình cũng được cải thiện rõ rệt. Nói chung là công việc đều, không có vấn đề gì cả. Và còn thì mức độ thu nhập của anh em công nhân thì mỗi năm thì là khoảng độ 7-8 triệu. Nhưng bây giờ được khoảng độ 12-15 triệu một tháng. Thu nhập được cải thiện, doanh nghiệp phát triển, tạo điều kiện cho dòng tiền rẻ lưu thông tốt hơn. Tăng trưởng tín dụng từ đó cũng được cải thiện so với những tháng giữa năm ngoái. Giảm lãi suất cũng là một phương án, nhưng không giải quyết triệt để bài toán tăng trưởng tín dụng. Vấn đề ở đây không phải lãi suất giảm bao nhiêu phần trăm, mà là ai vay, sử dụng nguồn vốn vay đó vào việc gì. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, chính phủ cũng cần xem xét khả năng dành một khoản bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn. Cái vấn đề quan trọng nhất đấy chính là chính phủ và các cái bộ ngành cần phải có giải pháp căn cơ để khơi thông tất cả các cái chuỗi sản xuất, các cái chuỗi cung ứng. Và khi đấy thì tất cả các dự án hoạt động được lại, rồi thì tất cả các cái chuỗi cung ứng sẽ được khơi thông. Thì lúc bấy giờ người dân rồi các doanh nghiệp sẽ hoạt động được lại và tự khắc là họ sẽ phải tìm đến ngân hàng để vay vốn. Và như vậy thì lúc bấy giờ thì cái chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng tôi nghĩ rằng hoàn toàn có thể đạt được. Theo thống kê, tăng trưởng tín dụng các tháng đầu năm có xu hướng chậm lại trong giai đoạn từ 2020 đến nay. Cụ thể, tính đến ngày 16 tháng 2 năm 2024, chỉ số tăng trưởng tín dụng toàn ngành chỉ ở mức âm 1%. Tuy nhiên, các chuyên gia kỳ vọng chúng ta vẫn có thể đạt được con số 15% sau khi kết thúc năm 2024 nhờ vào các giải pháp căn cơ của chính phủ. Trong đó, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo điều kiện giúp dòng vốn lưu thông trong nền kinh tế tốt hơn. Lo ngại thủ tục quy định phức tạp, không được đứng tên sổ hồng, quy định hạn chế sản phẩm bất động sản. Thời gian qua, nhiều người Việt Nam định cư ở nước ngoài ngần ngại không mua bất động sản trong nước. Những lo ngại này sẽ chấm dứt từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 khi luật đất đai 2024 và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua có hiệu lực. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam sẽ được đầu tư kinh doanh bất động sản như công dân trong nước. Còn người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được mua nhà ở tại Việt Nam. Đây được cho là tín hiệu vui cho thị trường bất động sản cũng như cộng đồng kiều bào. Anh Danny Võ là kiều bào sống ở Singapore, có nhu cầu sở hữu căn hộ tại Việt Nam vì lý do công việc và kinh doanh. Nhờ những quy định mới trong luật đất đai sửa đổi 2024 giúp anh thuận lợi mua nhà trên quê hương Việt Nam. Giúp cho kiều bào chúng tôi thì tự tin hơn để mà mình có thể quay trở về Việt Nam mua nhà, mua đất, cũng như là tôi nghĩ đây sẽ tạo một cái cú hích rất lớn về cái việc là gia tăng cái bất động sản của Việt Nam được sở hữu bởi người nước ngoài. Với cái lượng kiều hối về Việt Nam năm vừa rồi tăng cao đột biến thì tôi nghĩ rằng cái lượng tiền của người Việt Nam nước ngoài cũng đang rất là lớn và họ cũng rất là muốn đầu tư về Việt Nam. Hiện nay có rất nhiều người Việt Nam ở nước ngoài đã làm việc và học tập chăm chỉ. Giờ đây họ sở hữu lượng tài sản nhất định và cân nhắc đầu tư lại vào Việt Nam, thậm chí có thể tính đến việc quay trở về. Chính điều này tạo ra một nguồn đầu tư tiềm năng khổng lồ cho kinh tế đất nước.
Người Việt Nam thường rất coi trọng giá trị gia đình. Đây là một truyền thống rất đẹp vì nó không chỉ mang lại nguồn vốn mà còn cả những kỹ năng chuyên môn cao có thể chuyển giao cho Việt Nam. Do đó đây là một sáng kiến rất đáng hoan nghênh của chính phủ, hy vọng sẽ mở ra thêm nhiều nguồn vốn và trí tuệ cho đất nước. Theo thống kê của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, lượng kiều hối về Việt Nam từ năm 1993, năm đầu tiên thống kê kiều hối, đến hết 2022 đạt trên 190 tỷ đô la Mỹ, gần bằng lượng vốn FDI giải ngân trong cùng kỳ. Riêng nguồn kiều hối kỷ lục 19 tỷ đô la Mỹ của năm 2022 đã đưa Việt Nam vào nhóm 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất từ nước ngoài. Việc đầu tư đó nó sẽ không phải chỉ có đóng góp về việc sở hữu hay là thực hiện các cái hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt Nam, mà nó còn liên quan đến tạo ra cái lợi ích kinh tế tại Việt Nam. Nó sẽ đóng góp cho những cái lĩnh vực khác tăng lên. Nay thì chúng ta lại thêm một cái cổng liên quan đến cái việc mà phát triển cái sở hữu sản phẩm, sở hữu tài sản bất động sản, thì như vậy nó sẽ tạo ra lợi ích kinh tế lớn hơn. Thực tế, nhu cầu về kiều hối đối với lĩnh vực bất động sản đã được ghi nhận từ nhiều năm nay, với khoảng 15-20% số tiền được đầu tư trực tiếp vào bất động sản. Nếu tính toán nhanh, chỉ riêng con số này có thể lên tới khoảng 10.000 căn hộ mỗi năm. Đồng thời cũng đã có sự chuyển đổi từ đầu tư trực tiếp vào bất động sản sang mở rộng đầu tư doanh nghiệp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Xin được chuyển sang các tin tức kinh tế tài chính thế giới. Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva ngày 24 tháng 3 cho rằng thế giới cần điều chỉnh thận trọng chính sách tài chính tiền tệ, trong khi Trung Quốc vẫn sẽ là nhân tố đóng góp chính cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Phát biểu tại một hội thảo trong khuôn khổ Diễn đàn Phát triển Trung Quốc 2024, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva đã đưa ra các phân tích về sự phát triển hiện nay trên toàn cầu và ở Trung Quốc. Bà cho rằng, đối với thế giới, chính sách tiền tệ tài khóa cần được điều chỉnh thận trọng trong một năm tới để đảm bảo nền kinh tế hạ cánh mềm, giảm lạm phát trong khi vẫn duy trì tăng trưởng vững chắc. Bà cho biết, IMF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn sẽ tăng hơn 3% trong năm nay và năm tới. Theo bà, đây là con số tương đối yếu vì trong thập kỷ trước dịch bệnh, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 3,8%. Tăng trưởng năng suất thấp và mức nợ cao đặt ra thách thức cho tất cả các quốc gia, đặc biệt là các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển. Căng thẳng địa chính trị cũng ảnh hưởng đến thương mại và dòng vốn, trong khi đây luôn là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế trong vài thập kỷ qua. Bà cho rằng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh mang lại cơ hội lớn cho thúc đẩy tăng trưởng năng suất và cải thiện mức sống. Cải cách cơ cấu tầng sâu có thể cải thiện điều kiện khởi nghiệp, sáng tạo và hiệu quả kinh tế. Đề cập đến Trung Quốc, bà cho rằng nền kinh tế Trung Quốc đã phục hồi sau đại dịch trong năm 2023 với tốc độ tăng trưởng hơn 5%. Trong trung hạn, Trung Quốc sẽ tiếp tục là nước đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Mặc dù tăng trưởng năng suất thấp và dân số già sẽ cản trở tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng có những cơ hội. Theo bà, Trung Quốc có thể thúc đẩy nền kinh tế thực tăng trưởng 20% trong 5 năm tới thông qua các cải cách theo hướng thị trường. Nhưng điều này đòi hỏi chính phủ phải giải quyết vấn đề bất động sản và giảm rủi ro nợ địa phương. Ngày 24 tháng 3, công ty Ingolstadt, doanh nghiệp bảo hiểm cho nhà hát Krokus City Hall gần thủ đô Moscow bị cháy trong vụ tấn công ngày 22 tháng 3 vừa qua, cho biết sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ của mình theo hợp đồng bảo hiểm. Theo một nguồn tin, thiệt hại từ vụ cháy nhà hát ước tính khoảng 10 tỷ rúp, khoảng 109 triệu đô la Mỹ. Đại diện công ty bảo hiểm Ingolstadt cho biết, đối với những khách hàng bị tổn hại về sức khỏe hoặc tài sản do thảm kịch này, công ty đã đưa ra phương thức giải quyết tổn thất đơn giản hóa bằng cách đền bù từ xa qua ứng dụng di động. Đơn đăng ký của khách hàng cũng được tiếp nhận tại các văn phòng của Ingolstadt. Để cung cấp hỗ trợ tâm lý, Ingolstadt đã mở các cuộc tham vấn bổ sung với các nhà tâm lý học về khủng hoảng. Theo một nguồn tin, thiệt hại từ vụ cháy nhà hát ước tính khoảng 10 tỷ rúp, tức là khoảng 109 triệu đô la Mỹ. Một nguồn tin khác lưu ý, số tiền bảo hiểm theo hợp đồng có thể thấp hơn đáng kể so với mức thiệt hại mà các chuyên gia ước tính. Trước đó, Phó Chủ tịch Liên minh các trung tâm mua sắm Pavel Liulin ước tính thiệt hại do vụ cháy nhà hát này là khoảng từ 6 đến 12 tỷ rúp. Cùng ngày 24 tháng 3, chủ sở hữu nhà hát Krokus City Hall, ông Aras Agalarov cho biết, những kẻ khủng bố đã tìm cách hủy hoại các đoạn ghi hình qua camera giám sát. Những kẻ khủng bố muốn dùng dầu hỏa và xăng thiêu rụi phòng hòa nhạc và khán giả, trong đó có phòng giám sát và lưu trữ hình ảnh camera giám sát. Tuy nhiên, ban quản lý khu phức hợp đã kịp thời thông báo cho lực lượng cứu hộ nơi lưu giữ cơ sở dữ liệu, nhờ đó ngăn chặn được đám cháy ở khu vực này. Chủ sở hữu Krokus cho biết thêm rằng hệ thống chữa cháy hoạt động tốt nên phần lớn mọi người đã thoát ra khỏi tòa nhà bị chìm trong biển lửa. Ngày
Ngày 25 tháng 3 là hạn chót để cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trả cho chính quyền bang New York một khoản tiền là 454 triệu đô la Mỹ liên quan cáo buộc kê khống giá trị tài sản để lừa gạt người cho vay và công ty bảo hiểm. Nếu không trả được khoản tiền này, ông Trump có khả năng bị tịch thu tài sản. Khoản tiền 454 triệu đô la bao gồm 354,9 triệu đô la tiền phạt, cộng với khoảng 100 triệu đô la tiền lãi, được tòa tuyên sau khi phát hiện ra ông Trump cùng các con trai là Eric và Donald Trump Jr. và các nhân viên của tập đoàn Trump Organization đã thổi phồng giá trị tài sản để được hưởng lợi trong các giao dịch. Tại New York, nếu kiếm tiền bằng cách lừa đảo thì số tiền bất chính sẽ phải trả lại cho chính quyền bang. Trong trường hợp của ông Trump, thẩm phán Engoron xác định ông Trump đã kiếm được hơn 350 triệu đô la so với số tiền mà ông thu được nếu trung thực. Cộng thêm tiền lãi, khoản phạt lên tới 454 triệu đô la. Theo quy định thì ông Trump không cần có một khoản tiền ngay để trả số tiền đó. Tuy nhiên, ông phải nhờ một công ty bảo hiểm bảo lãnh khoản tiền phạt với tòa án. Đội ngũ luật sư của ông Trump cho biết họ đã tiếp cận 30 công ty bảo hiểm nhưng đã bị từ chối vì họ không đáp ứng được đủ điều kiện. Theo ước tính của các hãng truyền thông, ông Trump có khoảng 300 triệu đô la tài sản lưu động. Nhưng ông đã phải dành khoảng 100 triệu đô la để đặt cọc kháng án trong một vụ án dân sự khác. Phần tiền còn lại nằm ở các tòa nhà và sân golf. Mặc dù ông Trump có thể bán một tài sản, nhưng việc đó không thể làm ngay. Trong một tuyên bố mới nhất, Tổng trưởng lý bang New York Letitia James nói rõ, nếu ông Trump không trả tiền thì bà sẽ đích thân tịch thu tài sản của ông. Tạp chí Forbes ước tính, tài sản không phải dạng tiền mặt của ông Trump lên tới 3 tỷ đô la. Theo quy định của luật pháp thì Tổng trưởng lý bang chỉ được tịch thu tài sản liên quan đến vụ án. Đầu tuần trước, các luật sư của ông Trump đã kêu gọi tòa phúc thẩm tiểu bang hoãn việc thi hành phán quyết, cho rằng số tiền phạt là quá mức. Tuy nhiên, hiện chưa rõ khi nào thì tòa án sẽ ra phán quyết, trong khi hạn cuối nộp phạt đã cận kề. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.